Chào cả nhà nha, bữa nay thì mình chia sẻ cho cả nhà thắng nước màu dừa, từ nước dừa nguyên chất nha cả nhà. Sau khi mà thành phẩm của mình nó xong á thì cái màu rất là đẹp và thơm nữa. Nước màu này á thì mình ăn rất là tốt cho sức khỏe nè. Nhà mà có dừa nhiều á thì các bạn nên thắng nước màu này, mình để dành ăn hoài quanh năm đi, không có bị hư. Mà nó vừa tốt mà nó vừa ngon nữa. Nếu các bạn thích cái nước màu dừa này cũng như là muốn biết cái công thức làm như thế nào á thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm cái món này với mình nha. Dừa thì mình chặt xong rồi bắt đầu mình sẽ lấy một cái miếng vải the như gì nè, mình sẽ để lên cái mặt nồi á, đừng mình lược lại nha cả nhà, tại vì trong khi mình chặt á thì nó cũng phải có dằn cái mạt của dừa, sát dừa vô đó, cho nên bây giờ mình muốn cho nước dừa của mình nó trong và nó sạch á thì mình sẽ lược lại nha. Mình lược xong rồi cái nước dừa mình nó rất trong luôn nè. Rồi vậy là mình sẽ bắt lên bếp mình thắng tới khi nào mà nó cạn xuống, nó kẹo xuống thấy cái màu của nó đẹp á là được á. Rồi á thì dừa mình chặt xong và mình cũng lược xong rồi, bắt đầu mình sẽ cho lên bếp mình nấu nha. Mà bữa nay mình nấu với bếp củi nha cả nhà. Đây nè, bữa nay mình nhóm bếp củi nè, mình lựa những cái cây củi lớn như vậy nè, mình nấu cho nó lâu á, tại vì cái thời gian nấu nước màu dừa này thì nó rất là lâu luôn cả nhà ơi. Chứ mình nấu bếp ga là nó hết bình ga luôn, còn chưa có được nữa đó, tại vì hôm nay mình nấu nhiều dữ lắm luôn. Cái nồi này thì mình không biết là bao nhiêu lít, mình không có lường, nhưng mà cái nồi này cũng lớn lắm nè, mà mình nấu tới đầy nồi này là tại vì đầy quá cho nên mình sợ nặng, cho nên nãy mình có chia ra, mình chia qua bên đây nữa nè, hai thao luôn nè, đây một thao nè, rồi thêm đây một thao nữa. Mình nấu đến khi nào mà nước dừa của mình á nó cạn, nó hơi cạn lại còn lại ít ở trong nồi thì mình sẽ cho từ 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 thao kia vô nha, chứ nhiều quá thì mình sợ nó bị chèn á. Cái này là mình làm nước dừa nguyên chất luôn nè, chứ không có pha nước lạnh hay gì hết trơn á. Nước dừa đặc biệt nguyên chất luôn á. Bây giờ thì bắt đầu mình canh vào thử nha. Hiện giờ là 11:30. Bây giờ mình canh cho tới khi mà mình thắng xong cái nồi nước màu này thì nó được thời gian nó là bao lâu nha. Mình nấu hồi nãy giờ là đã 3 tiếng rồi đó, mà cái nồi nước dừa của mình nè nó cũng giật xuống khoảng gần gần được phân nửa rồi, cái màu của nó cũng hơi chuyển qua sang màu vàng vàng rồi nè, cái mùi thơm của nó bây giờ thơm quá chừng luôn nè. Bây giờ mình sẽ đổ cái thau, tiếp tục cái thau còn lại đó, mình sẽ cho vô luôn. Hồi nãy thì mình có chừa lại hai thau lần, bây giờ thì mình đổ vô thêm một thau, mình tiếp tục nấu nha. Nấu cho nó vừa cạn bớt nước xuống rồi mình sẽ cho cái thau kia vô tiếp tục thêm. Tại vì nhà của mình thì dừa rất là nhiều luôn, cho nên mỗi lần mình thắng một lần vậy là nhiều dữ lắm luôn, để ăn được lâu á, cho nên nó làm cái thời gian mà mình nấu nó hơi lâu. Nếu mà các bạn thắng ít á, thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn nha. Đây là cái cây củi nè, mình phải lựa cái cây củi bự như vậy nè, mình chụm nó mới lâu.
Mình chọn một cây củi gì là mình để được khoảng 2-3 tiếng đồng hồ luôn á. Chứ nếu mà mình chụm củi nhỏ là mình mắc chụm hoài á thì nó sẽ mất thời gian. À, cái nồi nước dừa của mình nó cũng giật giật xuống rồi nè. Bây giờ còn một cái thau cuối cùng này mình sẽ đổ vô luôn. Rồi giờ bắt đầu tiếp tục chụm dập lửa vô cho nó cạn từ từ xuống nha. Cái nồi nước dừa của mình bây giờ thì nó cũng sát xuống còn chừng không tới một phần nồi nữa. Cái màu của nó thì cũng vàng rồi nè, nhưng mà mình để cho nó thật là tẹo ha. Cái màu lúc nãy thì cũng vàng, nó lên màu đẹp rồi nè, nhưng mình để lại cho nó kẹo thì kẹo á, cái màu nó sẽ đẹp hơn nữa. Cái nồi nước dừa của mình đó bây giờ thì nước của nó sánh kẹo gì là được rồi nè. Cái màu đẹp quá chừng đẹp luôn nè. Cái này á, thì mình hắn hơi lâu thiệt, nhưng mà lâu gì thì nó mới sánh mịn gì nè. Thì cái màu nó vàng nó đẹp và nó thơm nữa. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và đây là thành phẩm của mình đây. Sau khi mình hắn xong á, thì nước màu của mình nó rất thơm và cái màu nó quá đẹp luôn nè. Nhà mà có dừa nhiều á, các bạn nên thắn nước màu dừa gì nè, mình để dành mình ăn quanh năm không có bị hư nha. Mà nó vừa tốt cho sức khỏe nữa. Mình thì mình rất là thích cái món nước màu dừa này. Mỗi khi mà tới lứa mình bán dừa đó thì có những cái trái dừa mà nhỏ dạt đó thì mình sẽ lấy, mình thắn nước màu hết, mình để dành mình ăn quanh năm không có bị hư gì hết. Mặc dù á mình thắn nó hơi có lâu một tí, nhưng mà đổi lại thì mình ướp thịt cá, cái màu nó đẹp và nó thơm nữa. Nếu mà các bạn có thích cái món này thì bữa nào nhà có dừa thì các bạn nên làm thử một lần đi. Mình bảo đảm với các bạn là rất là thích cái màu cũng như là cái mùi thơm của từ nước dừa nguyên chất đó cả nhà. Nếu các bạn mà làm cái món này thì mình khuyên các bạn là nên làm bằng bếp củi hoặc là bếp than nha. Tại vì cái thời gian thắng nó hơi lâu á. Bây giờ thì đã xong hết rồi thì mình cho vô keo để mình bảo quản. Mình để ở ngoài hoặc là ở trong ngăn mát tủ lạnh cũng được. Thì mình vừa chia sẻ cái cách mà thắng nước màu từ nước màu nguyên chất đó cả nhà. Nếu mà các bạn thích đó thì bữa nào có dừa thì các bạn nên làm thử một lần nha. Mình chúc các bạn thành công với cái món nước màu này nha. Giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp cả nhà mình những video tiếp theo nha.